Giới thiệu nguồn video miễn phí để làm marketing. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ngày hôm nay Tân sẽ đi giới thiệu cho các bạn những cái nguồn để các bạn có thể download những video chất lượng cao miễn phí để có thể làm marketing một cách trọn vẹn, đơn giản và dễ dàng nhất. Thì nếu giá trị video thấy hay, đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. Ok, cái đầu tiên chính là đi sale. Ngoài ảnh ra thì vẫn có cái phần video dành cho tất cả các bạn. Tiếp nữa đó chính là Mixkit. Mixkit thì các bạn cái search là nó ra ha, rất là nhiều. Ở đây có cả là video 4K, Pixabay, một nền tảng rất nổi tiếng các bạn. Rồi tiếp theo Refull thì nó cho 10 video thôi ha, 10 video miễn phí thôi. Rồi tiếp nữa đó là istockvideo.com. Tiếp nữa là freestock.com. Khá thú vị ha, nhìn rất thú vị. Rồi tiếp nữa là Qstock Food Test. Các trang với giao diện tiếng Anh á, thì thường thì nó sẽ không hỗ trợ tiếng Việt đâu. Nên bạn cứ search tiếng Anh đi ha. Search tiếng Anh đi. Đây, ok. Tiếp nữa đó là motionarray.com. Rồi. Đó, có bộ lọc, các bạn có thể lọc. Tiếp nữa là discson.com. Ok. Sleep Share. Đây, video rất nhiều ha. Tiếp nữa là Line of Vis. Không kết quả. Tiếp nữa đó chính là Vis Fly. Fashion. Nó cũng cho là 10 cái miễn phí ha. Rồi, Flit. Flit nó cũng có video, phần video nha các bạn. Nè, các bạn thấy video này. Flit chuyên về hình ảnh nhưng mà nó vẫn có những cái đoạn video. Cover. Địa chỉ là cover.co. Đó, những đoạn video. Đó, ok. isorepublic.com. Fashion. Video bên đây. Xuyệt video nữa nha các bạn. Nãy quên bấm xuyệt video. À, phải chọn video này. Đó, video. Cái nút play là video. Tiếp nữa là storyblog.com. Hơn 30.000 các bạn. Rồi, motionplay.com. Hình ảnh về thác nước, video về thác nước. Khá là đẹp ha, hay là thiên nhiên. Tiếp nữa là Vimeo,
Vimeo thì nền tảng cũng khá nổi tiếng rồi, giống như YouTube vậy. Bizquizac ở phần video nha. Đó, thì video, đó, video, video, ok. Rồi, tiếp theo là Videozy. Đây, cũng là những video dành cho các bạn. Video này, ha, video. Tiếp nữa là free video clip với cái đường link là Mudwide. Đây, clip đây. Clip ha. Rồi, search đây. Rồi, rất nhiều video 4K luôn ha, video 4K luôn. Rồi, à cover nãy có nói rồi. Videovo.net fashion. Ok. Đây, tất cả những video cần thiết đây. Rồi, trên đây thì Tân cũng đã giới thiệu cho các bạn hết những cái nền tảng mà video bạn có thể là download cái video chất lượng cao miễn phí, không dính bản quyền, để có thể là làm marketing trong những cái chiến dịch của mình, ví dụ như xây landing page hay là chiến dịch nào mà lồng ghép và edit những cái video quảng cáo các kiểu. Thì với những cái nền tảng này thì Tân sẽ để cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng truy cập và có thể là khám phá thêm cái kho dữ liệu khổng lồ của nó. Đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh và like video nếu giá trị video đang mang lại cho bạn những điều bổ ích và thú vị trong việc làm marketing. Nhớ đón xem những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Xin chào tạm biệt.